triển khai tên lửa ở châu Âu, Nga cảnh báo Mỹ. Việc Mỹ triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng với Nga và nước này chắc chắn sẽ đáp trả. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, việc quân đội Mỹ triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nga và nhất định Nga sẽ đáp trả hành động này. Chúng tôi đã cam kết sẽ không triển khai các loại vũ khí tầm trung và tầm ngắn ở khu vực này nếu Mỹ và các nước châu Âu cũng không triển khai các loại vũ khí sát biên với Nga. Tuy nhiên, nếu các nước này vẫn tiếp tục triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở dọc biên giới Nga, phía Nga sẽ đáp trả thích đáng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga nói. Ông cho biết rằng, ngay sau khi Mỹ rút khỏi hiệp ước INFOR nhằm phát triển các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn của nước này, Moscow cũng đã bắt đầu phát triển phiên bản trên mặt đất của tên lửa Kalibr tầm xa và một tổ hợp tên lửa siêu thanh. Tuy nhiên, ông Shoigu nhấn mạnh, Nga coi trọng việc khôi phục đối thoại với NATO và muốn bình thường hóa mối quan hệ với các nước này. Trước đó, vào tháng 10 năm 2020, Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Antonov đã cho biết rằng Hoa Kỳ đang xem xét khả năng triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở châu Âu, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu. Thậm chí, Mỹ tuyên bố nếu họ có vũ khí siêu thanh, họ cũng sẽ triển khai ở châu Âu để kiềm chế Nga. Mỹ tin rằng, việc nước này triển khai các loại vũ khí ở châu Âu không chỉ ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, mà còn cho phép nước này tiến hành đàm phán về việc kiểm soát vũ khí trong tương lai với Nga và Trung Quốc. Ví dụ, vào những năm 1980, Mỹ đã triển khai tên lửa Pershing và tên lửa hành trình ở châu Âu để ép buộc Liên Xô ngồi vào bàn đàm phán. Trong khi đó, phía Nga đã kêu gọi các nước, đặc biệt là Mỹ, không triển khai các loại vũ khí tầm trung và tầm ngắn sau khi hiệp ước INFOR chấm dứt. Họ khẳng định, mặc dù hiệp ước này đã chấm dứt, nhưng vẫn tiếp tục tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận nếu các nước châu Âu và Mỹ không phát triển và triển khai loại vũ khí này. Hiệp ước loại bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắn được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Mikhail Gorbachev ký tại Washington năm 1987. Hiệp ước này quy định cấm sử dụng và chế tạo các tên lửa tầm ngắn từ 500 đến 1.000 km và tầm trung từ 1.000 đến 5.500 km có thể được triển khai trên đất liền. Tuy nhiên, vào ngày 1/2/2019, Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Donald Trump tuyên bố rằng Washington tạm ngừng thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp ước INFOR. 6 tháng sau, Hoa Kỳ đã chính thức rút khỏi Hiệp ước này và đẩy các nước vào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Hiệp sĩ bóng đêm B-1B của Mỹ lần đầu hạ cánh tại Bắc Cực, gửi thông điệp ngầm tới Nga. Máy bay ném bom B-1B của Mỹ lần đầu tiên hạ cánh tại căn cứ không quân của Na Uy ở phía trên vòng Bắc Cực, nơi có vai trò quan trọng về chiến lược. Động thái diễn ra trong bối cảnh Nga đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của nước này ở vùng cực Bắc, trong đó có việc nâng cấp các căn cứ quân sự để hỗ trợ tốt hơn cho máy bay ném bom và các máy bay chiến đấu khác của nước này. B-1B, có biệt danh hiệp sĩ bóng đêm, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Bodo ở phía Bắc Na Uy vào ngày 7 tháng 3 năm 2021. Đây là một trong 4 máy bay ném bom của không đoàn ném bom số 7 thuộc căn cứ không quân Dice ở Texas. Lực lượng không quân Mỹ, USAF, ở châu Âu cho biết B-1B đã dừng tại căn cứ Bod để tiếp nhiên liệu ấm. Công việc được tiến hành khi các thành viên trong phi hành đoàn vẫn ở trên máy bay và động cơ của máy bay đang bật nhiều nguồn điện do thiết bị phát điện hỗ trợ, APU, gắn ở phần đuôi cung cấp. Nhiệm vụ của máy bay ném bom B-1B chủ yếu là hỗ trợ cho cuộc diễn tập phối hợp tấn công chung GTAC của Na Uy và Thụy Điển. Thời gian gần đây, máy bay ném bom B-11B của Mỹ đã bay cùng với 4 máy bay chiến đấu AS-39 Gripen của Không quân Thụy Điển. Dù không phải là một thành viên của NATO, nhưng Thụy Điển lại là đối tác quan trọng của Mỹ trong khu vực. Tướng Jeff, tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu cho biết, rất hiếm khi máy bay ném bom Mỹ có cơ hội đảm nhiệm vai trò nổi bật trong các cuộc diễn tập GTAC của đồng minh và đối tác. Việc huấn luyện cùng với các đồng minh, đối tác sẽ giúp chúng tôi trở thành lực lượng phản ứng nhanh, kiên cường và luôn sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ. Sau khi triển khai các máy bay B-1B để hỗ trợ cho các lực lượng mặt đất trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, IS, tự xưng vào năm 2014, Không quân Mỹ đang tái cơ cấu phi đội B-1B để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược quan trọng hơn, chẳng hạn như huấn luyện tấn công tầm xa tại châu Âu và Thái Bình Dương. Thông điệp ngầm gửi tới Nga. Theo giờ Divac, phi công của B-1B hiện giờ không còn thực hiện các bài huấn luyện bay tầm thấp, đồng thời cũng dừng triển khai máy bay này để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ trên không trong các cuộc xung đột tại Iraq, Syria và Afghanistan.
Không quân Mỹ đang có kế hoạch duy trì và hiện đại hóa phi đội máy bay ném bom chiến lược B-1B để giúp chúng tiếp tục phục vụ trong nhiều năm tới. Tuy vậy, đối với bất cứ tình huống khẩn cấp nào trong tương lai, chẳng hạn như xảy ra cuộc xung đột với đối thủ ngang tầm là Nga, không quân Mỹ vẫn có khả năng điều B-1B thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ trên không, bên cạnh việc tấn công tầm xa. Việc hạ cánh và tiếp nhiên liệu của B-1B tại căn cứ Bodo là một trong những nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm mở rộng số lượng các địa điểm hoạt động tiềm năng mà quân đội Mỹ có thể tiếp cận trên toàn thế giới. Trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột lớn, các căn cứ không quân của Mỹ có thể bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa, vì thế để giành được lợi thế, quân đội Mỹ cần phải triển khai một thế trận phân tán hơn. Căn cứ không quân Bodo của Na Uy sẽ giúp các máy bay ném bom tiếp cận nhanh chóng vùng biển Na Uy, biển Barents và khu vực Bắc Cực rộng lớn. Từ đây, những chiếc B-1B của Mỹ có thể tạo ra thách thức lớn đối với các hoạt động của Nga ở những khu vực này. Ngoài khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền, B-1B cũng được tăng cường khả năng chống hạm khi trang bị tên lửa diệt hạm tàng hình AGM-158CLJASM. Năm 2020, không quân Mỹ cho biết những máy bay này đã tham gia cuộc diễn tập chống hạm ở Biển Đen. Trong nhiều thập niên trở lại đây, hiện tượng ấm lên trên toàn cầu đã tạo điều kiện cho quá trình tiếp cận và khám phá vùng Bắc Cực trở nên dễ dàng hơn. Băng tan nhanh không chỉ giúp thúc đẩy các hoạt động kinh tế, nghiên cứu khoa học mà còn giúp mở ra các tuyến đường vận tải biển mới. Những lợi thế này đang khiến khu vực Bắc Cực trở thành điểm nóng của sự tranh giành ảnh hưởng về địa chính trị. Chuyến thăm của B-1B diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ cũng đang tìm cách mở rộng sự hiện diện của mình ở phía Bắc Na Uy. Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Frank Beck-Jensen cho rằng Nga chắc chắn sẽ phản ứng trước việc Mỹ triển khai B-1B tới căn cứ không quân của Na Uy. B-1B là máy bay ném bom hạng nặng có khả năng tấn công và Nga sẽ coi đây là động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Anh tạc cơ B-52 hàng bãi của Mỹ chính thức cất cánh. Sau một thời gian sửa chữa, máy bay ném bom chiến lược B-52H có tên gọi Huawei của không lực Hoa Kỳ đã chính thức trở lại hoạt động. Không quân Mỹ đã đưa máy bay ném bom B-52H Huawei trở lại biên chế. Chiếc oanh tạc cơ này được chế tạo vào đầu những năm 1960 và đưa đi niêm cất ở sa mạc Arizona vào năm 2008 sau khi ngừng hoạt động. Chiếc phi cơ nói trên được đưa về từ nghĩa địa máy bay và sau khi trải qua quá trình phục hồi, oanh tạc cơ chiến lược mang tên lửa đã chính thức được tiếp nhận trở lại, giữ quy mô phi đội B-52 ở mức 76 chiếc, theo báo chí Mỹ. Quyết định gọi tái ngũ một trong những máy bay ném bom chiến lược B-52H đã ngừng hoạt động trước đó do không quân Mỹ được đưa ra sau khi họ mất một chiếc B-52 trên đảo Guam vào năm 2016. Vấn đề là theo quyết định của Quốc hội Mỹ, không lực Hoa Kỳ phải duy trì đủ số lượng 76 máy bay ném bom chiến lược B-52 cho phi đội tấn công hạt nhân. Do những chiếc B-52H Stratofortress đã bị ngừng chế tạo từ lâu nên giới chức quân sự quyết định khôi phục lại nó. Máy bay được đưa ra khỏi căn cứ Davis Monthan vào năm 2019, sau đó công việc đại tu, sửa chữa lớn được tiến hành đưa nó vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Theo thông tin có được, trước khi đưa đi bảo quản, chiếc B-52 này đã bay hơn 17.000 giờ và để đưa nó trở lại hoạt động, người ta đã phải bỏ ra 30 triệu USD. Máy bay ném bom chiến lược B-52H với tên gọi Huawei cất cánh sau thời gian đại tu, sửa chữa lớn. Cần lưu ý rằng đây không phải là chiếc máy bay ném bom chiến lược đầu tiên được khôi phục, trước đó chiếc B-52H khác với tên gọi Ghost Rider là phi cơ B-52 đầu tiên cũng đã được gọi tái ngũ vào năm 2015. Căn cứ không quân Davis Monthan, còn được gọi là nghĩa địa máy bay, nằm gần Tucson, bang Arizona. Hơn 4.400 thiết bị bay, bao gồm 40 tàu vũ trụ đang được cất giữ trong khuôn viên của địa điểm đặc biệt này. Dự báo trong thời gian sắp tới một số máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B-1B Lancer cũng sẽ có mặt tại đây sau khi không lực Hoa Kỳ quyết định loại biên một phần để sẵn sàng tiếp nhận oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới B-21 Raider. Dùng vũ lực ở vùng biển tranh chấp rất nhạy cảm, dễ leo thang căng thẳng. Của các chuyên gia tại hội thảo diễn đàn khu vực ASEAN-ARF lần thứ 3 về tăng cường hợp tác, thực thi luật pháp trên biển, ngày 16 đến ngày 17 tháng 3. Hội thảo do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Ủy ban châu Âu tổ chức đã diễn ra theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Với tư cách đồng chủ trì và trưởng đoàn Việt Nam, ông Vũ Hồ, vụ trưởng vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy đối thoại, hợp tác nhằm ứng phó với các thách thức an ninh ở khu vực, trong đó có an ninh biển. Biển và đại dương đóng vai trò quan trọng với tất cả các nước, trưởng đoàn Việt Nam nhấn mạnh các nước đều chia sẻ lợi ích chung trong việc bảo đảm mọi vùng biển hòa bình, an ninh, an toàn và trong sạch.
các nước cần tiếp tục hợp tác với nhau, trong đó có hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật. Để góp phần triển khai tuyên bố ARF về hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển được các bộ trưởng ngoại giao thông qua năm 2016, Việt Nam cùng với Australia và EU đã tổ chức loạt hội thảo ARF và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Về tình hình và những phát triển liên quan thời gian qua, hội thảo ghi nhận cùng với việc các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đẩy mạnh hoạt động, nguy cơ xảy ra va chạm, sự cố cũng gia tăng tương ứng. Thời gian qua đã có nhiều thảo luận, trao đổi trong kênh học giả về khả năng xây dựng các quy tắc hướng dẫn, hoạt động chúng áp dụng nhằm giảm nguy cơ sự cố, hiểu nhầm và tính toán sai, trong đó có đề xuất đưa ra tại Hội thảo Quốc tế về Biển Đông lần thứ 12 tổ chức tháng 11 năm 2020. Một khía cạnh đáng quan tâm khác là việc sử dụng vũ lực trong thực thi pháp luật trên biển. Ngoài ra, việc sử dụng vũ lực chỉ tiến hành trong vùng biển thuộc quyền tài phán của quốc gia, còn nếu tại vùng biển đang có tranh chấp thì việc này rất nhạy cảm, dễ dẫn đến nguy cơ leo thang căng thẳng. Tại hội thảo, các diễn giả, đại biểu đã trao đổi và chia sẻ về nhiều mô hình hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển như tại Địa Trung Hải, ngoài khơi Somali, các khuôn khổ ứng phó với các thách thức biển xuyên quốc gia như tội phạm buôn bán người, buôn lậu ma túy, vũ khí, khủng bố hay phòng chống đánh bắt cá trái phép, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển. Mô hình và biện pháp hợp tác rất đa dạng, từ chia sẻ thông tin, tình báo, lập các kênh liên lạc nóng, xây dựng cơ chế theo dõi, quan sát chung, thực hiện tuần tra chung, hay xây dựng các quy tắc ứng xử. Để tạo cơ sở cho hợp tác, các đại biểu cho rằng cần tích cực triển khai những biện pháp xây dựng lòng tin, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển. Tại Đông Nam Á, ASEAN đã xác định hợp tác và an ninh biển là lĩnh vực ưu tiên trong tài liệu quan điểm về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Theo đó, đang đẩy mạnh hợp tác nội khối cũng như với các đối tác bên ngoài trong lĩnh vực này. Về định hướng hợp tác thời gian tới, hội thảo ghi nhận nhiều đề xuất, khuyến nghị tập trung vào sự cần thiết của việc xây dựng các nguyên tắc hướng dẫn, quy tắc giúp ngăn ngừa va chạm, sự cố, ứng dụng công nghệ mới để hỗ trợ hoạt động, nâng cao năng lực, trang thiết bị, cũng như điều chỉnh cần thiết để phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh. Nội dung thảo luận và khuyến nghị sẽ được tóm tắt và báo cáo lên cuộc họp lần thứ 12 của nhóm công tác của ARF về an ninh biển, dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm 2021. Được thông qua năm 2016 theo sáng kiến của Việt Nam, tuyên bố kêu gọi các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các thành viên ARF tăng cường hợp tác thực chất thông qua các hoạt động như chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt, tăng cường năng lực, tiếp tục các hoạt động như tuần tra chung, diễn tập chống cướp biển, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, hướng tới xây dựng quy tắc và chuẩn mực ứng xử chung. Mỹ khẳng định bảo vệ Hàn Quốc trước các thách thức chưa từng có. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định quan hệ đồng minh với Hàn Quốc hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết để đối phó các thách thức chưa từng có. Hãng tin Yonhap cho biết, tuyên bố được ông Austin đưa ra trong cuộc hội đàm trực tiếp lần đầu với người đồng cấp Hàn Quốc Su Úc tại thủ đô Seoul ngày 17 tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gọi liên minh Mỹ-Hàn là một điểm mấu chốt trong hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho khu vực Đông Á và sự sẵn sàng quân sự Mỹ-Hàn là ưu tiên hàng đầu. Trước những thách thức chưa từng có tới từ Triều Tiên và Trung Quốc, liên minh Mỹ-Hàn chưa bao giờ quan trọng như vậy. Tôi có mặt ở đây ngày hôm nay để tái khẳng định những cam kết của nước Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc. Cả hai bên có thể nhất trí rằng sự sẵn sàng quân sự luôn là ưu tiên hàng đầu và sự sẵn sàng đó phải đảm bảo rằng chúng tôi sẵn sàng chiến đấu ngay tối nay nếu cần thiết, ông Austin nói. Hãng tin Yonhap dẫn thông cáo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cùng ngày cho biết, Bộ trưởng Su Úc và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin cũng tái khẳng định cam kết về việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó, trong một bài viết được tờ Bưu điện Washington đăng tải ngày 15 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết nước này sẽ cùng Nhật Bản và Hàn Quốc lập chiến lược chung trong việc đối phó với những mối đe dọa như chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.